Sau khi đốn xong các bạn thấy ha, mình có nguyên cái chiến lợi phẩm này các bạn. Các bạn nhìn bên kia ha. Vừa bắt đầu vừa đốn lạng đã cho các bạn. Các bạn thấy không? Đó, đốn lạng đã cho rồi. Nãy mà nãy đốn được cái cây dừa này cũng kỳ công đó các bạn. Các bạn thấy không? Nó lặt mà tôi không thể biết được hướng luôn. Rất là nguy hiểm các bạn. Nhưng mà không sao. Cho được số trái trước khi mà hy sinh như vậy là cũng quá là hạnh phúc rồi các bạn. Giờ tôi sẽ trải nghiệm uống dừa đây các bạn. Rồi trải nghiệm uống dừa thôi. Tôi sẽ dùng một trái ha. Tôi thức một trái là các bạn. Đây, cái này các bạn. Cái này nhỏ này rất là ngon nè các bạn. Ok ha. Rồi, cái miếng đầu tiên thì mình đặt để mình làm cái muỗng nha các bạn. Muỗng ha. Để đi. Đó. Ok, hai miếng xiên cua các bạn. Ôi trời, cái nhát là bị bể các bạn. Rất là mát các bạn, rất là mát luôn. Nãy đốt xong thì cây dừa mà cũng nhiều bài học lắm các bạn, không thể trả lời được hết được. Bạn hãy cùng trải nghiệm với tôi đốt dừa nha các bạn, sau đó thì thưởng thức những cái dừa mà thành quả những cây dừa sau bao nhiêu năm phát triển cho được số trái rồi sau đó bị mấy con bọ nó ăn các bạn, bọ dừa các bạn đu á đó, nó ăn nó quất luôn, làm cho hai cây nó bị chết luôn, phải chết đứng luôn các bạn, dừa chết đứng luôn rồi. Đó nên hôm nay tôi ra tôi phụ nó cho nó ngã xuống đó, và khi nó ngã xuống chắc là cũng đo các bạn, rất là nguy hiểm nhưng mà cũng hoàn hảo các bạn. Rồi tôi mới được kết quả cho nè, nó tiếp tục thử thách các bạn. Trái này nước cũng rất là nhiều các bạn, uống này hai hơi rồi chưa hết các bạn, uống thêm hơi nha các bạn. Wow, có trứng cháo này các bạn, cháo này. Rồi hai cái muỗng này của mình đâu? Rồi các bạn. Các bạn thấy không? Trắng cháo luôn này các bạn. Thấy không? Trắng cháo luôn nè. Đó. Cháo luôn. Ua. Ngon nha các bạn. Rồi. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip ngắn trải nghiệm uống nước dừa. Rất là thú vị. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha các bạn. Vâng, xin chào.